Tiếng gọi tình yêu. Thông điệp gửi thế giới của Chúa Giêsu qua chị Josefa Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bằng số 4. Satan chống đối. Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 1921. Satan ra sức hại Josepha vào những tháng sau mùa chay năm 1921. Nhưng Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria không bao giờ bỏ rơi người, mặc dù người yếu đuối sa ngã nhiều lần. Josepha vẫn nhận hiểu được nơi trái tim Chúa Giêsu một bài học hệ trọng mà người truyền lại cho chúng ta ngày nay. Đó là Chúa Giêsu dùng cả sự yếu hèn của chúng ta để mưu ích phần rỗi cho các linh hồn. Vào ngày đại lễ Phục Sinh, ngày 27 tháng 2, Josepha vui sướng ghi rằng: sáng nay trong giờ cầu nguyện, tôi có cằn nhằn Chúa một chút, vì Chúa cứ thu hút tôi mãi, làm tôi không còn thì giờ để làm việc, vì tôi có rất nhiều công chuyện để làm ở nhiều nơi. Nhưng than chưa trọn lời thì Chúa đã hiện ra, lộ vẻ buồn rầu vô hạn. Chúa Giêsu phán: hỡi Josepha, tại sao con phiền trách cha? Đang khi cha đưa con đến chỗ ưu đãi nơi trái tim cha, con có biết cha yêu thương dòng này đến thế nào không? Thứ tư, ngày 6 tháng 4, rước lễ xong, Chúa Giêsu trở lại, hai tay giang ra đón lấy tôi. Tôi liền tỏ cho Ngài biết rằng tôi thực sự yêu mến Ngài. Ngài im lặng như muốn tôi lặp đi lặp lại một lần nữa: tôi xin lỗi Ngài như thế này. Lạy Chúa, con xin phú linh hồn và xác con trong tay Chúa. Chúa Giêsu âu yếm nhìn tôi và nói: linh hồn nào dù có kém cỏi hèn mọn đến đâu, nếu thật tình phó thác cho cha thì sẽ làm đẹp lòng cha đến đổi. Cha biến linh hồn ấy thành một thiên đàng, và cha vui mừng ngự trị trong linh hồn ấy. Cha sẽ cho con biết điều gì ngăn cản cha hoạt động trong linh hồn con để thực hiện ý định của cha. Ác quỷ cố tâm làm cho con sa ngã, nhưng ơn của cha sẽ đập tan những hung tàn hỏa ngục. Hãy trông cậy vào mẹ Maria. Con hãy phó thác cho cha. Hãy ăn ở khiêm tốn và đơn sơ với mẹ bề trên của con. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 4, tôi xin Chúa Giêsu dạy tôi hạ mình và phó thác để sao Chúa được vui lòng. Tôi tin rằng Chúa thích điều đó lắm. Bằng cớ là vừa nghe tôi kêu xin, Ngài liền ngự đến bên tôi và dạy: này Josepha, cha có thể dạy con hạ mình theo chiều cách khác nhau, nhưng trước tiên con phải thờ kính ý định Thiên Chúa muốn dùng con là một thọ tạo bất xứng để tung rải lòng thương xót của Ngài. Kế đó, con hãy cảm ơn vì sự cha đã đem con vào dòng mang danh hiệu trái tim cha, mặc dù con chẳng xứng đáng tí nào. Vậy con đừng than trách về điều đó nữa. Những lời ấy làm tê tái linh hồn tôi, đến nỗi tôi van xin Ngài đừng nhớ đến những thói vong ân của tôi nữa. Tôi nhắc lại lòng ước ao phật tạ hết sức.
về những lỗi lầm của thế gian đã xúc phạm đến trái tim Ngài. Josepha, con hãy an ủi cha bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần lời nguyện này. Lạy trái tim cực thánh, trái tim dịu ngọt và đầy tế nhị nhất trong muôn ngàn trái tim, con hết lòng cảm ơn Chúa vì Chúa đã chọn con, một vật mọn phàm hèn, để phân phát cho các linh hồn được hưởng lòng thương xót vô biên của Chúa. Ngài nhìn tôi rồi biến đi. Chiều nay, khi Josepha đang còn van xin thánh nữ Maradena Sophie cầu bầu cho người, thì Chúa Giêsu vội vã hiện đến, mở trái tim Ngài ra để đem đứa con yêu dấu vào ẩn náu trong đó thêm một lần nữa. Josepha, nơi đây con sẽ tìm thấy sự tha thứ. Thứ bảy ngày 9 tháng 4, trước khi rước lễ, Đức Mẹ nói với Josepha rằng: điều mà mẹ sợ nhất là con không tỏ ra quảng đại với mẹ bề trên của con và kẻ thù đang bổ lưới nơi cách xử sự đó. Josepha, con đừng sống như vậy nữa. Hãy canh chừng tư tưởng của con, hầu nó không là mồi ngon của những cơn cám dỗ. Nếu con cảm thấy một vài sự vừa lòng, thì hãy hạ mình và bày tỏ cho bề trên rõ. Mẹ nhắc nhở con hãy sống cách khiêm tốn đối với bề trên. Đó là con đường duy nhất để thoát khỏi những mưu thần chúc quỷ. Thứ hai, ngày 11 tháng 4, khi cầu kinh, Josepha đọc lại lời nguyện mà Chúa dạy người hôm thứ năm vừa qua. Tức thì Chúa Giêsu hiện đến với cử chỉ hài lòng và muốn nghe người lặp lại những lời đầy yêu thương ấy. Josepha, mỗi lần con nguyện với cha những lời này, thì cha đặt nó vào trong trái tim cha, để sao nó trở thành nguồn ân sủng và xót thương mới cho con và tất cả mọi linh hồn. Tôi liền xin Chúa giữ lòng thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ đầu tiên cần điều đó hơn ai hết. Này Josepha, nếu chính nhờ con mà cha có thể phân phát kho tàng nhân hậu của cha cho các linh hồn, thì làm thế nào mà cha không ban cho con trước tiên? Con hãy tập một điều mà nó đòi hỏi con phải khiêm tốn, là hãy tập trình bày những điều mà con khó nói hơn hết. Nếu cha không muốn con có đức tính vân phục, cha đã để con ở thế gian rồi. Nhưng nay cha đem con đến với trái tim cha, chẳng qua là để con sống trong sự vân phục mà thôi. Thứ tư, ngày 13 tháng 4. Hôm nay tôi nhận được thư của em gái tôi. Ý định vào dòng kính của em sẽ bỏ mẹ tôi bơ vơ một mình, làm bấn loạn tâm hồn tôi. Nhưng tôi luôn nói với Chúa Giêsu rằng lòng tôi vẫn luôn ước ao mãi mãi trung thành với Ngài. Và đây Josepha thực hiện lời Chúa dạy. Ngài viết: thưa mẹ bề trên yêu dấu của con, hôm nay 14 tháng 4, sau cơn cám dỗ nặng nề, con đã tìm lại được ánh sáng, là nhờ lời mẹ tâm tình với con trước kia. Mẹ nói rằng trái tim Chúa Giêsu yêu thương mẹ con gấp triệu lần
mối tình của con đối với mẹ con. Con suy niệm tư tưởng cao đẹp đó của mẹ, rồi con từ bỏ mọi sự vì Chúa. Ngày kế tiếp, nhận thấy Josepha quá yếu đuối, Chúa Giêsu đến kêu gọi người hãy trông cậy vào Chúa để chuẩn bị cho người lướt thắng những ngày đen tối sắp đến. Nếu con phó thác mọi sự cho cha, con sẽ tìm được tất cả mọi sự nơi trái tim cha. Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4, linh hồn tôi xao xuyến vì những sự ghê tởm mà quỷ dữ bày vẽ trong trí tưởng tôi. Tôi lập tức đến nhà nguyện trong nhà tập để cầu xin Đức Mẹ đừng bỏ tôi xa trước cám dỗ. Đức Mẹ nhận lời hiện ra dạy tôi rằng: Này con gái của mẹ, mẹ muốn dạy con một bài học quan trọng. Đó là ma quỷ như chó sói hung hăng, nhưng chúng bị trói buộc, nghĩa là nó chỉ được tự do một phần nào thôi. Nó chỉ tóm lấy và cấu xé được mồi khi con mồi đến gần. Và để dễ dàng thành công, nó thường hiện hình con chiên hiền lành. Linh hồn nào không ý tứ tiến lại gần và khi nhìn thấy mưu kế xảo quyệt thì đã nằm bên miệng nó rồi. Từ khi nó còn ở đằng xa, con phải hết sức dè dặt, vì bước đi của nó rất êm ái nhẹ nhàng, không ai nghe biết được. Đức Mẹ chúc lành cho tôi rồi biến đi. Cơn cám dỗ đã gần. Lần này tôi mới thấy sức mạnh của hỏa ngục, mặc dù nó chỉ được tự do một phần thôi. 2-3 ngày sau, tôi cô đơn buồn chán. Quỷ dữ gầm gừ như muốn tấn công, khiến tôi ra như tối tăm và mất ơn kêu gọi. Tôi đau khổ. Tôi đau khổ mãi cho đến thứ Bảy, ngày 7 tháng 5. Tôi không ngớt kêu cầu Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chiều nay tôi cùng chị em đi chầu Thánh Thể. Để cầm lòng cầm trí, tôi đọc mấy lời Chúa dạy mà tôi có chép trong cuốn sổ tay. Về đâu chẳng những không được bình tĩnh mà còn thêm bối rối, vì tôi cho rằng những ơn ấy là nguyên do sự hư mất của tôi. Thu hết sức, tôi đọc lại lời dân mình. Tức thì một trận đòn giáng xuống túi bụi trên thân mình tôi. Hoảng sợ, tôi chạy ra khỏi nhà nguyện. Cất tập, tôi đến thuật lại tự sự cho mẹ phó. Nhưng khi đi tới hành lang Thánh Bernard, một sức vô hình kéo tay tôi lôi xuống nhà bếp, như muốn đốt cuốn sổ nhật ký của tôi. Tôi đến trước bếp lửa, nhưng tôi không nhắc nổi cái nồi đang nấu ở trên. Một chị thấy vậy bảo tôi hãy bỏ nó vào sọt rác. Nấu nướng xong, chị đốt giùm cho. Không bao lâu, một ý nghĩ vụt đến. Ê chết, nếu cuốn tập lọt vào tay kẻ khác thì sẽ ra sao? Những bí mật mà Chúa muốn giữ kín trong kế hoạch của Ngài chắc sẽ bị bại lộ. Trong những trường hợp khác, có lẽ tôi phải thất vọng, nhưng lần này tôi hết lòng tin tưởng và cầu nguyện xin Chúa cứu chữa cùng thứ tha. Tôi chạy xuống nhà bếp, hy vọng cuốn tập chưa bị đốt bỏ, nhưng tôi không tìm thấy nó nữa. Tôi kêu xin Đức Mẹ lo liệu cho tôi.
Thứ hai ngày 9 tháng 5, đang khi quét dọn hành lang nhà ngủ, trí tôi nghĩ đến cuốn tập, nhưng không còn hy vọng tìm lại được nữa. Bỗng tôi nghe tiếng gọi quen thuộc của Đức Mẹ: "Con hãy xuống nhà bếp mà lấy lại quyển tập." Tôi vẫn tiếp tục quét, không để ý tới, vì tôi cho đó là ảo tưởng. Nhưng những lời ấy lặp lại lần thứ hai. Tôi lên nguyện đường nhà tập, lần này là lần thứ ba tôi vẫn còn nghe: "Con hãy xuống nhà bếp mà lấy cuốn tập nhật ký của con." Tức tốc, tôi bay lộn xuống cầu thang, quẹo qua bếp. Quyển vở được gói trong tờ giấy trắng, đang ung dung nằm trong thùng. Hết sức cảm động, tôi nhặt nó lên và ghì nó vào lòng. Thứ sáu ngày 13 tháng 5, Chúa Giêsu hiện đến, hai tay giang ra để đón lấy tôi. Tôi liền xin Ngài tha thứ tội lỗi. Ngài đáp: "Con hãy để Cha lo liệu, trái tim Cha thiêu đốt những bận như. Con chớ ngã lòng, vì con càng yếu đuối, lòng xót thương của Cha càng vinh hiển. Trái tim Cha không bao giờ khước từ ơn tha thứ cho linh hồn biết hạ mình khiêm tốn, và nhất là đối với kẻ nào biết lấy lòng tin cậy mà kêu xin. Hỡi Josepha, con hãy tin chắc như vậy. Cha sẽ dựng một lâu đài tráng lệ nguy nga trên cái hư không, tức là trên sự khiêm nhượng, bỏ mình và tình yêu thương của con." Thứ bảy ngày 14 tháng 5, Đức Mẹ đến giúp đứa con yêu dấu trong quãng chót trên đường thánh giá. Lần này Ngài đến xinh đẹp sáng láng hơn mấy lần trước. Đức Mẹ báo cho Josepha hay có một linh hồn mà Ngài đã xin Josepha dâng nhiều ngày cầu nguyện và chịu đau khổ, giờ đây đã được lên thiên đàng. Trước khi để Đức Mẹ biến đi, Josepha hết lòng cảm tạ Ngài một lần nữa về cuốn nhật ký. Đức Mẹ liền hỏi: "Con muốn dùng nó để làm gì?" Mặc dù cực lòng cực trí, nhưng tôi cũng cố thưa thật: "Con sẽ đốt nó đi." "Ơ con, chính Mẹ đang ngăn cản điều đó. Con phải biết, khi Chúa Giêsu phán một lời nào thì cả thiên đàng vui mừng đón nhận và ngợi khen." Vài hôm sau, Đức Mẹ trở lại giải thích cho Josepha mấy điều. "Này con, khi con ném cuốn tập đó đi, chính Mẹ đã nhặt lấy nó. Mẹ muốn để lại thế gian này những lời phán của con Mẹ vì lợi ích cho các linh hồn. Bằng không thì Mẹ đã đem hết về thiên đàng rồi." Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay nhằm ngày thứ ba, ngày 17 tháng 5. Khi tôi nghĩ đến lòng ưu ái của Đức Mẹ đối với tôi, Đức Mẹ liền đáp: "Này con gái của Mẹ, làm sao Mẹ không thương con cho được? Chúa Giêsu, con của Mẹ, đã đổ máu ra vì loài người, nên mọi người đều là con của Mẹ. Và hơn thế nữa, khi Chúa Giêsu đoái nhìn đến một linh hồn nào thì Mẹ đặt trái tim Mẹ trong kẻ ấy." Thứ tư ngày 18 tháng 5, sau khi rước lễ, linh hồn tôi nếm được sự êm dịu đến nỗi tôi không thể im lặng được. "Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa đang ngự trong con. Con tin chắc như vậy." Tôi chưa dứt lời, Chúa Giêsu hiện ra sáng rực, trái tim như một lò lửa, hai tay mở rộng. "Phải, Josepha, Cha đang ở đây."
Tôi bàng hoàng, cố giữ bình tĩnh để xin lỗi, cùng tỏ sự yếu đuối thấp hèn của tôi. Chúa Giêsu phán: Josepha, trái tim cha là nơi ẩn náu cho con. Thứ Tư ngày 25 tháng 5, lễ kính thánh nữ Madalena Sophie, đấng sáng lập dòng thánh tâm này. Hầu như suốt ngày tôi vào nhà nguyện để cầu nguyện. Thưa mẹ, một lần nữa con xin mẹ làm cho con khiêm tốn, hầu con được xứng đáng là con của mẹ. Không có ai trong nhà nguyện, nên những lời cầu nguyện từ đáy lòng tôi kết thành âm vang. Tức thì tôi thấy một nữ tu lạ hiện đến, hai bàn tay bóp ép lấy đầu tôi và nói: Con gái của ta, con hãy đặt tất cả khó hèn của con trong trái tim Chúa Giêsu. Hãy yêu thương và trung thành cùng trái tim đó. Tôi cầm lấy tay nữ tu đó và hôn. Người làm dấu chúc lành trên trán tôi và biến đi. Tôi biết người là thánh nữ Madalena Sophie. Thứ Năm ngày 26 tháng 5, lễ mình thánh Chúa. Tôi xin Chúa ban cho tôi sức mạnh để chiến thắng, chiến thắng chính bản thân tôi, vì tôi chưa biết hạ mình như Chúa muốn. Josepha, con đừng lo ngại. Nếu con ném một hạt cát vào lọ nước đầy, tức thì một ít nước sẽ trào ra. Nếu con ném thêm hạt thứ hai, một ít nước khác lại trào ra. Và cứ như thế, đến khi lọ đầy cát thì mực nước cũng lưng đi. Cũng một cách đó, khi con có cha đầy tràn thì con cũng mất hút đi. Nhưng sự kiện ấy sẽ thể hiện dần dần. Ba hôm sau, Chủ nhật ngày 29 tháng 5, Chúa Giêsu đến dạy thêm: Này con, tại sao con sợ? Cha biết con như thế nào rồi mà. Cha nhắc lại cho con thêm một lần nữa, sự hèn mọn của con đối với cha chẳng can hệ gì. Khi một trẻ thơ tập đi, trước hết người mẹ cầm tay nó, sau đó người buông ra và dục nó đi một mình. Nhưng người vẫn giang tay ra cho nó khỏi ngã. Con hãy nói cho bề trên con biết, một linh hồn càng yếu đuối thì nó càng cần nâng đỡ. Và còn ai yếu đuối mỏng giòn hơn con nữa? Chúa Giêsu cho tôi an nghỉ trong trái tim Chúa. Rồi Ngài tiếp: Trái tim cha tìm được nguồn an ủi trong sự tha thứ. Cha không có ước vọng và niềm vui nào hơn là tha thứ. Một linh hồn sau khi sa ngã trở lại với cha là cả một niềm an ủi cho cha, và là một công nghiệp cho nó. Con đừng sợ gì cả thảy, bởi con là kẻ nghèo khó. Cha muốn dùng con, cha sẽ bổ túc những khiếm khuyết của con. Con hãy để cha sử dụng con.
biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai cuốn mơ, bước đi không ngại đời con.
Kế hoạch tình yêu. Tháng 6 và tháng 7 năm 1921. Trước lễ thánh tâm vài hôm, Chúa Giêsu hiện đến. Trái tim Ngài mang thêm 3 vết thương mới, máu chảy đầm đìa, khiến tôi đau xót vô cùng. Chúa Giêsu than thở rằng: Này con thử xem cha muốn điều gì cho ngày lễ trái tim sắp đến. Có 3 đệ tử của cha đang đâm xé trái tim cha. Con hãy dâng tất cả những gì mà con sẽ làm để đền tội thay cho chúng. Tôi thưa: Lạy Chúa, con quá hèn mọn, xin Chúa giúp con. Con càng khốn nạn, phép tắc của cha càng nâng đỡ con. Cha sẽ ban cho con tràn trề ân sủng của cha. Nếu con trung thành, cha sẽ làm cho linh hồn con nên nhà của cha. Cha sẽ đến an nghỉ nơi đó khi có kẻ tội lỗi xua đuổi cha. Hãy chạy đến nơi trái tim cha mà múc lấy mọi sự cần thiết, kể cả những gì do chính cha đòi buộc. Con hãy tin cậy, mến yêu. Từ giây phút ấy cho mãi đến ngày lễ thánh tâm nhằm ngày thứ 6, 3 tháng 6, tôi phải triền miên đau khổ cả hồn lẫn xác. Tôi hiểu được phần nào về lòng lân tuất của Chúa và sức mạnh của lời cầu nguyện. Đây, để đáp lời khẩn nài của tôi, Chúa Giêsu mở trái tim ra rồi bảo tôi: Con hãy vào đây và giao phó cho cha những gì mà cha đòi hỏi nơi con. Rồi Chúa Giêsu cất đi khỏi tôi cơn sầu muộn mấy ngày nay. Chúa rất đẹp, dung nhan tươi vui. Ngài ở lại bên tôi. Tôi hỏi thăm Chúa về 3 linh hồn làm Chúa đau khổ mấy tuần qua. Con hãy cầu nguyện cùng cha cho 3 linh hồn đó. Chúng chưa quay về, nhưng đã tiến đến gần rồi. Tôi còn trình lên Chúa sự nhận xét kém cỏi của tôi. Lễ thánh tâm chắc đem lại cho Chúa nhiều vinh hiển. Trái tim Ngài bừng cháy lên. Ngài nói: Phải, hôm nay là ngày tình yêu. Những linh hồn cha quá đỗi yêu thương đã trở lại tìm lấy sức mạnh và linh dược nơi trái tim cha đúng lúc. Cha muốn làm cho chúng nên giàu có ơn thiên. Điều đó làm cho trái tim cha vui mừng, an ủi và nhiều vinh hiển. Chúa ở lại bên tôi trọn cả mùa lễ. Ngày hôm ấy, khi sắp chịu lễ, toàn thể các nữ tu dòng thánh tâm đều long trọng tái khấn trước mình Thánh Chúa. Sự kiện trên đã gây cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi không sao cầm lòng được khi nghe mọi người, từ mẹ bề trên đến các chị em, được khấn một lời như nhau, làm tôi suy nghĩ đến cái phước được ở trong nhà dòng này. Tôi nhìn thấy trái tim Chúa dần dần chìm vào một lò lửa. Kế đó có mấy làn mây mỏng bay thoáng qua. Ôi, Chúa đẹp quá! Sau đó Ngài biến đi. Tôi không biết lấy lời nào để cảm ơn cho đủ về những ơn mà Ngài đã ban cho tôi. Josepha, con hãy nhận lấy trái tim này mà dâng lên Chúa Trời con. Cha bảo cho con biết, chính nhờ trái tim đó mà con đã trả được những món nợ của con. Con có biết cha đem con đến chỗ này để làm gì không? Cha ước ao con thi hành đúng chương trình của cha bằng cách chịu ý cha.
cha không muốn gì hơn là muốn chiếm lấy con làm của riêng của trái tim cha. Tình yêu sẽ làm cho con quên mình, chỉ nghĩ đến danh cha và các linh hồn. Còn con muốn gì thì con cứ xin. Con thử nói cho cha nghe nào. Tôi xin Chúa tất cả những gì tôi ước muốn. Tôi dâng cho Ngài việc tái khấn và các việc yêu mến khác để cầu nguyện cho nhà dòng. Chúa Giêsu dạy tôi cầu nguyện như vậy. Josepha, con sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần câu này. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin Chúa lấy trái tim ái mến của Chúa mà đốt lòng các thầy cả khắp thế gian, các vị thừa sai, các kẻ có nhiệm vụ cao rao lời Chúa, để các ngài được nhiệt tâm mến Chúa, ước ao danh Chúa cả sáng, hầu cứu thoát các linh hồn khỏi tay quỷ dữ và dẫn dắt họ về cùng trái tim Chúa và ngợi khen Chúa muôn đời chẳng cùng. Kế đó, thay vì khoanh gai ác nghiệp như bao thuở, thì nay một khoanh hoa hường vây quanh trái tim đang bừng cháy, nhan thánh Chúa sáng láng dịu dàng. Ngày 11 tháng 6, tôi đang lo sợ người ta để ý đến những việc xảy ra chung quanh tôi, thì Chúa Giêsu hiện đến để xoa dịu những nỗi lo âu của tôi, đồng thời cũng để giao cho tôi một công việc. Con hãy ghi nhớ và tin chắc vào lời cha. Cha ước ao giữ con ẩn náu trong trái tim cha, để tình yêu của cha biến cái hèn mọn của con thành một mãnh lực có thể kéo lòng thương xót Thiên Chúa xuống để cứu rỗi các linh hồn. Rồi đây, cha sẽ cho con biết những bí mật của trái tim cha. Cha muốn con ghi lại những lời cha dạy con. Sau này khi con về trời, người ta sẽ đọc tất cả. Cha dùng con không phải vì con có công trạng gì, mà là để cho thiên hạ hiểu được phép tắc của cha như thế nào. Vì cha có thể thực hiện một chương trình lớn lao bằng một dụng cụ mỏng giòn, hư hỏng. Tôi xin Chúa cho tôi biết tôi có nên nói điều ấy ra không? Ngài đáp: Con cứ chết, người ta sẽ đọc sau khi con đã chết. Thứ hai, ngày 13 tháng 6, tôi trình với Đức Mẹ các chuyện đã xảy đến cho tôi. Đức Mẹ âu yếm đáp: Này con gái của Mẹ, con đừng nghĩ đến việc đó làm chi. Con hãy tin Mẹ, cái gì càng nghịch ý con thì càng đẹp lòng Chúa Giêsu. Con hãy ghi nhớ ba yếu điểm này để tránh cạm bẫy của kẻ thù con. Thứ nhất là con đừng bao giờ nghe theo sự bối rối, vì ma quỷ sẽ lợi dụng dịp tốt mà dục con bỏ chịu lễ. Thứ hai là khi Chúa Giêsu xin con một việc khiêm tốn hay một việc gì khác, thì con phải lập tức thi hành với lòng mến Chúa thiết tha. Con hãy vừa làm vừa lặp đi lặp lại mấy lời sau đây. Lạy Chúa, Chúa biết điều này nghịch ý con lắm, nhưng con muốn làm theo thánh ý Chúa trước hết. Thứ ba là con đừng mắc mưu quỷ dữ. Nó dục trí con nghĩ rằng sự tin cậy vào bề trên sẽ làm cho Chúa Giêsu bớt yêu dấu con. Nó sẽ thành công nếu nó đánh lừa con được điều này. Con hãy tin cậy bề trên của con mà bày tỏ hết mọi điều con lo nghĩ, xao xuyến, sợ sệt. Xưa kia Chúa Giêsu cũng thế, Ngài yêu mến những ai thay mặt Chúa Cha. Con nhớ đừng bao giờ bỏ chịu lễ.
Thứ ba ngày 14 tháng 6, đang nguyện ngắm, Chúa Giêsu hiện đến, tay cầm mão gai, với vẻ xinh đẹp nhân hậu lạ lùng. Ngài hỏi tôi: "Con có muốn an ủi cha không?" "Thưa, con muốn lắm." "Cha muốn con lo liệu đem một linh hồn về cùng trái tim cha, vì cha yêu dấu nó lắm. Con hãy dâng tất cả cho linh hồn ấy. Con hãy dâng máu châu báu của trái tim này lên Đức Chúa Cha. Con hãy hôn đất để kính thờ giọt máu mà linh hồn cha yêu dấu đã chà đạp như thế đó. Nếu bề trên con cho phép, cha sẽ dạy con phương cách để cứu linh hồn ấy. Cha không đòi hỏi điều gì trái luật dòng." Chúa Giêsu chú trọng về luật dòng, nhờ vậy Josepha được bảo đảm bằng yên. Ngày hôm sau, khi vừa chịu lễ xong, Chúa đến hỏi người ngay: "Con đã xin phép bề trên chưa?" "Lạy Chúa, Chúa biết bề trên con chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa." "Cha biết vậy, nhưng cha muốn con tuần phục ý bề trên trước khi làm theo ý cha." Nói xong, Chúa ban cho tôi một chương trình để thi hành trong những ngày tận hiến. Thứ nhất, khi thức dậy, con hãy vào ngay tận đáy lòng trái tim cha. Con hãy dâng lên Chúa Cha các việc con làm và các khát động của trái tim cha. Con hãy hiệp các cử chỉ của con với các động tác của cha để chính cha sinh hoạt trong con. Thứ hai, khi dự thánh lễ, con hãy dâng lên Chúa Cha linh hồn mà cha muốn cứu vớt. Xin Ngài tưới lên nó một giọt máu của lễ hy sinh. Thứ ba, khi kiệu lễ, con hãy dâng kho tàng mà cha ban cho con để trả nợ cho linh hồn này. Thứ tư, khi cầu nguyện, con hãy ở kề bên cha trong vườn Gethsemane. Hãy hiệp với cơn sầu muộn của cha. Con hãy dâng hồn xác con lên Chúa Cha để làm của lễ hy sinh. Thứ năm, khi ăn uống, con hãy nghĩ là con ăn uống cho cha được khỏe. Và khi con được sự gì dễ chịu, con cũng coi như con hưởng sự ấy cho cha mà thôi. Thứ sáu, khi làm việc, con chớ lìa xa cha một giây phút nào. Hãy năng hôn đất, hãy đi đàn thánh giá mỗi ngày. Nếu cha cần nhờ con điều gì, cha sẽ cho con biết. Hãy nhìn xem thánh ý cha trong các việc con làm và thi hành với lòng vâng phục hoàn toàn. Con hãy hạ mình thẳm sâu, luôn luôn khiêm tốn, tin cậy và yêu mến. Con đừng quên những khổ đau cha đã chịu vì các linh hồn. Thứ bảy, khi đi ngủ, con hãy nhớ rằng con an nghỉ trong trái tim cha. Trái tim cha sẽ nhận lấy những khát động của trái tim con, như là những khát khao yêu mến. Con cứ làm như vậy, con sẽ đem linh hồn bất nghĩa kia trở về, mặc dù nó đang làm cực lòng cha lắm.